Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi tối ngày 19 tháng 3 năm 2024 Như vậy là thưa quý vị các bạn là đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có mặt tại Jakarta, Indonesia Đội của chúng ta cũng đã lấy phòng, đội của chúng ta cũng đã hiện nay Vào thời điểm này đội của chúng ta cũng đã chuẩn bị để ra sân tập buổi đầu tiên trên đất Indonesia Nhưng mà ngày hôm nay thì cả Indonesia và cả đội tuyển Việt Nam thì đều tập kín Hôm nay thì được sự đồng ý của khách sạn nơi mà đội tuyển Việt Nam lưu trú. Viloc Bình Hải đã có một cái tour, tức là mình đi mình quay tất cả mọi thứ cho mọi người. Ngày hôm nay từ phòng ăn đến phòng uh, uh, tập cho đến bể bơi cho đến rất nhiều thứ. Thì uh, ngày hôm nay huấn luyện viên Philip Chu có vẻ như là hơi khó ở, tức là ông hôm nay ông yêu cầu tập kín. Và đây cũng là lời tập kín của đội tuyển uh, Indonesia. Hôm nay còn có thêm rất nhiều những thông tin mới nữa. Indonesia nhập tịch được hai cầu thủ đó là Ottoman Gwen và đó là Tom Hayes Thì họ mất đi ba cầu thủ quan trọng vì chấn thương Lát nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách dần dần và cụ thể Ở phần sau của chương trình thì chúng ta sẽ đến với rất nhiều những câu chuyện Mà chắc là các bạn cũng sẽ rất là quan tâm Đó là câu chuyện liên quan đội tuyển quốc gia Chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào cho trận đấu Và thực sự thì mình cũng nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn Và đương nhiên là khi đội tuyển gặp nhiều khó khăn Thì chúng ta sẽ cần nhiều hơn sự ủng hộ Bây giờ thì mình xin phép là sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất, sau đó là sẽ vào cái phóng sự đó là phóng sự về đội tuyển Việt Nam của chúng ta, mình khám phá nơi ăn trốn tập của đội. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra, mình sẽ trả lời các bạn ở phần sau của chương trình. Ngày hôm nay, theo tin mới nhất của mình thì thân tượng của Nguyễn Quang Hải sẽ về đầu quân cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nghe đến đây thì các bạn nghe thấy hơi và giật gân đúng không? Nhưng mà đó chính là. Phạm Thành Lương. Phạm Thành Lương đã đồng ý về làm trợ lý cho huấn luyện viên Kirisak và mình nghĩ là công an Hà Nội như hổ mọc thêm cánh. Vì nó có ba lý do. Lý do đầu tiên là Phạm Thành Lương là một huấn luyện viên giỏi, là huấn luyện viên trẻ, có nhiều ý tưởng, có sự mạnh bạo và bạn ấy cũng áp dụng rất là nhiều những phương pháp hiện đại. Thứ hai là Phạm Thành Lương là một cầu thủ theo một cái trường phái là phát triển bền vững và củng cố những yếu tố nó mang tính ở đây gọi là mang tính đoàn kết nội bộ. Nếu như một đội bóng nào đấy có nhiều ngôi sao thì cần có một ngôi sao lớn hơn, đó là Phạm Thành Lương để có tính kết dính. Và thứ ba là Phạm Thành Lương có một cái uy rất là lớn. Đoàn Văn Hậu hay là Nguyễn Quang Hải là những ngôi sao lớn nhất của câu lạc bộ Công an Hà Nội, hiện nay đều là người lấy Phạm Thành Lương ra làm ra làm idol, tức là ra làm thần tượng của mình. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong chương trình ngày hôm nay và phần đầu mình đã thấy rất nhiều những thông tin hay rồi hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn câu lạc bộ công an hà nội thời gian gần đây mình cũng thấy đang hơi loay hoay ở vị trí trợ lý cho huấn luyện viên trưởng và bây giờ với phạm thành lương thì mình nghĩ là đây là một giải pháp tuyệt vời nhất vào thời điểm này phạm thành lương trước đây đã từng đá cho hà nội acb một đội bóng được cho là kết nối và tiếp nối cái dòng máu của công an hà nội trước đây cho nên là mình nghĩ là không ít thì nhiều trong huyết quản của phạm thành lương cũng có dòng máu của công an hà nội đấy là thông tin đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn thông tin thứ hai là đội tuyển indonesia ngày hôm nay họ tập kín là bởi vì họ muốn tạo cơ hội ngay từ đầu cho tamanwen và uh, và thomas những cầu thủ mà mới có buổi tập đầu tiên uh, sau khi họ đã tuyên thệ để trở thành công dân của indonesia vào tối ngày hôm qua Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Sinteyang muốn toàn tâm toàn ý cho cầu thủ tập trung hoàn toàn mà không lo ngại bất cứ một câu chuyện gì liên quan đến uh, gọi là dò dỉ thông tin. Và như các bạn cũng biết là trước khi trở thành công dân của Indonesia thì Tom Hayes và Otaman và kể cả là Jay Isis đã có một buổi tập với uh, một buổi uh, chụp ảnh với chiếc áo của đội tuyển Indonesia. Mình cho rằng là đây là một yếu tố quan trọng để chúng ta đánh giá rằng là đội bóng này đang có một sự chuẩn bị rất là kỹ cho trận đấu với đội tuyển việt nam của chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái thông tin uh, mình muốn chia sẻ với các bạn uh, bây giờ thì sẽ là câu chuyện liên quan đến indonesia một câu chuyện mà mình nghĩ là chúng ta sẽ rất là quan tâm ba cái tên sẽ bị gạt ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu cho trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam Mặc dù huấn luyện viên Sinti Yang chưa đến cái mốc đó Và mình cũng đang hơi hoài nghi một tí Là không biết là liệu đây có phải là một cái câu chuyện mang tính gọi là đánh lừa nhau hay không Nhưng mà hiện nay đang có ba cầu thủ Là gồm có Jordi Amat, có Ekan Bagot Và cầu thủ Yance Sarajirin Đó các bạn biết là Sayuri chính là cầu thủ đeo số 2 mà đá ở vị trí tiền vệ cánh phải. Đây là một trong những ngôi sao mình đánh giá rất là cao cầu thủ này cái khả năng khoan phá của anh này thì thôi khỏi phải bàn hiện nay thì theo thông tin mà mình có được thì ba uh, cầu thủ này đang không có cơ hội để tham dự trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia nhưng mà mình thì mình rất là cẩn trọng trong những cái trận đấu quan trọng như này thì chúng ta cẩn trọng vẫn là không thừa uh, huấn luyện viên Sinti Yang thì có nói là trung vệ Jordi Amat và Ekan Bagot thì bị chấn thương anh này thường xuyên đá cho Indonesia kể từ AFF Cup năm 2022 cho đến bây giờ và ông Sinteyngang thì cũng đã chia sẻ rằng là đội tuyển Indonesia sẽ mất rất nhiều sức mạnh ở hàng phòng ngự khi mà mất đi Ekan Bagot và Jordi Amat. trong khi đó thì uh, uh, Sayyaru, đấy mình hay đọc là như vậy, uh, thì hiện nay đang bị cũng là đang bị chấn thương, vắng mặt vì chấn thương. như vậy là họ đang mất đi một vị trí tiền vệ cánh phải và hai vị trí hậu vệ biên. À, xin thưa với các bạn thêm một chút nữa là ngày hôm qua thì huấn luyện viên Sinti Yang cũng nói một chút liên quan đến những cái tác động tiêu cực của cái ngày lễ Ramadan, ngày lễ ăn chay của người đạo hồi với thể lực của các cầu thủ Indonesia. Mình nghĩ là cái này cũng là cái rất là khó. À, chúng ta sẽ còn rất nhiều việc phải nói về Indonesia, bởi vì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà những người theo đạo hồi, các bạn biết rồi. Những người theo đạo hồi thì họ thường là Sẽ gặp uh, cái ngày tháng Ramadan Tức là khi mà mặt trời mọc Thì họ không được ăn gì Và đấy cũng là lý do vì sao mà mình nghĩ là Họ sẽ gặp nhiều khó khăn Về thể lực, về rất nhiều yếu tố khác Trong khi đó đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta Thì hiện nay Bùi Hoàng Việt Anh đã trở lại Và tập luyện bình thường cùng với đồng đội rồi Như tất cả chúng ta đã biết Bây giờ thì Vi Long Minh Hải xin phép Là sẽ gửi đến các bạn uh, câu chuyện ngày hôm nay Mình cũng đã mất rất nhiều công sức để thuyết phục được uh, ban lãnh đạo của khách sạn nơi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta lưu trú. Bây giờ thì mình xin mời các bạn đến với uh, câu chuyện này. Và nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like cho mình, ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình, bởi vì làm những chương trình này thực sự là rất khó khăn. Xin chào tất cả mọi người, Minh Hải đang có mặt tại khách sạn The Meridien nơi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ lưu trú lại trong suốt thời gian thi đấu với đội tuyển Indonesia. Và ngày hôm nay uh, được sự đồng ý của lãnh đạo khách sạn mình xin phép là đưa các bạn đi một cái tour Để xem xem khách sạn ở đây đang được chuẩn bị như thế nào nhé Bây giờ Minh Hải xin mời tất cả các bạn Đây là một khách sạn rất xanh sạch đẹp các bạn ạ Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây Khuôn viên của nó rất là đẹp luôn Đó một ngôi nhà cao tầng rất đẹp sạch sẽ Và dường như nó đẹp đẽ hơn khi mà chuẩn bị đón đội tuyển Việt Nam của chúng ta Lúc Minh Hải ghi hình là nó khoảng tầm hơn 1 giờ chiều Lúc này thì ở sân bay quốc tế Jakarta Các cầu thủ và huấn luyện viên Philip Chu C đã có mặt và bây giờ đội chuẩn bị về đây. Khi mà đội chuẩn bị về đây rồi thì bên phía lãnh đạo của khách sạn cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đón đội làm sao đó sẽ diễn ra theo một cách tuyệt vời nhất. Đó. Cách đây nhiều ngày thì trưởng phòng của đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn đã có mặt và tiền trạm nơi ăn trốn tập của cả đội. Và bây giờ là lúc mà đội của chúng ta chuẩn bị về đây. Sau khi đội về đây thì sẽ có một bữa ăn nhẹ, nghỉ ngơi một chút, sau đó là toàn đội sẽ lên đường đi tập buổi đầu tiên. Bây giờ thì Vlog Minh Hải xin phép là sẽ mời các bạn đến với khuôn viên đặc biệt là ở những cái hạng mục quan trọng nhất. Ở phía xa xa kia nó là cái bãi xe các bạn ạ. Rồi những cái khu vực khác, còn đây các bạn có thể nhìn vào đây. Đây là một cái khách sạn rất là đậm đà bản sắc của người Indonesia đây, Các bạn nhìn thấy một bức tượng rất là đẹp Bên cạnh là tên của khách sạn Đó Nhưng hạng mục quan trọng nhất đối với mình bây giờ Sẽ là Đội của chúng ta sẽ được bảo vệ như thế nào Đặc biệt là về an ninh Bây giờ chúng ta đi vào vòng an ninh nhá Hello, xin chào Đây Ok Ok, thank you my friend Đây là người bạn mà đã hỗ trợ cho mình rất nhiều Để mình có thể ghi hình được ở đây đó, và các bạn có thể thấy ở đây uh, chúng ta phải để tất cả đồ đạc vào. Đây, nào, các bạn nhìn thấy không? Đấy, ok. Đó, tất cả mọi người vào đều phải đi qua hai cái làn cửa này. Tất nhiên là mình đi qua cửa này thì sẽ bị kêu vì mình đang cầm camera. Đó, ok, ok. <cười> <cười> ok, thank you very much. Ok, I uh, put it here, ok. Và đây chúng ta có thể nhìn thấy những cô gái rất là xinh sẽ chào mọi người. Đây là một cái đền dành cho người đi theo đạo ở bên Indo các bạn ạ. Đấy. Vào đây các bạn nhìn thấy mình vừa mới hỏi các bạn ấy đây là đây là con rắn hay đây là con rồng. Đây rất là đẹp. huấn luyện viên Philip Chu và các cầu thủ chúng ta sẽ đi lên ở trên cái con đường này. Đó. Các bạn đang đi được chính trên đường của các cầu thủ chúng ta đi nhá đó, sau đó là các cầu thủ sẽ đến đây và đây các bạn có thể nhìn thấy Minh Hải đang đứng ở đây. Các cầu thủ sẽ đến đây và đi lên thang máy và sau đó là về phòng. Chúng ta thì không được quyền vào phòng. Đấy, cầu thủ chúng ta còn có thể đi dạo được. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều những cái không gian ở đây rất là đẹp. Từng tấm thảm đấy các bạn. Không phải ai cũng được vào đây đâu các bạn. Mình đã phải làm việc rất là kỹ với ban lãnh đạo và cũng đã phải xin rất nhiều người cuối cùng mới được quay. Xin chào mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ đi xuống nhá. Dẫn các bạn được đi đến đâu thì mình dẫn các bạn đi đến đấy thôi. Đó. Một lát nữa thì chắc khoảng tầm hơn một tiếng nữa, gần 2 tiếng nữa thì đội của chúng ta sẽ đến đây. Bây giờ hello. Hello, đây là phòng ăn. Đây là phòng ăn nha các bạn nhá. Ok Is swimming pool, right? Yeah? Yes Ok, thank you Đây, các cầu thủ chúng uh, ta, ta sẽ ăn sáng from here, sir. Ok, so where uh, is that uh, the success? À, Lundi. như vậy là chúng ta không được ra bể bơi đi từ phòng ăn Yeah Vietnam player yeah. Very nice, huh? Yeah, thank you Thank you, thank you. Thank right. 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 Thank you. Zira Makassi Terima kasih. Terima kasih. Just go. Just go there. Okay. Yeah. Thank you. To the left side. Thank you. Đã các bạn thấy không? Mình đã phải đi đường này để ra bể bơi Các bạn thấy không? Tuyệt vời như thế cơ mà Đây Club lounge Đây là chỗ này là dành riêng cho Mọi người ngồi ở đây này các bạn này Đấy Đẹp không? Đấy, các bạn ngồi đây tán gẫu Các cầu thủ ngồi đây thư giãn Rất là tuyệt vời Mình sẽ đi vào bể bơi nhá Đó Đây đi ra bể bơi tí nào Yeah Ui Đây rất là đậm đà bản sắc này yeah. Đẹp không Toàn là thau đồng chống đồng này các bạn Đây, đây là chỗ để đựng đồ ăn sáng Đây hình như là đi ra bị vơi được bằng đường này này các bạn này Oh It's locked Ở đây phải rất là vất vả mình mới nhờ được một anh bạn cho mình vào bể bơi. Thank you man. Thank you. Thank you. Đây. Bạn có thể nhìn thấy ở đây là có cả khu vui chơi dành cho trẻ em này. Các cầu thủ chúng ta hoàn toàn ra đây có thể chơi cầu trượt ở đây này. Có thể vẩy nước ở đây này. Và các bạn có thể thấy ở đây là người ta có thể được phục vụ ngay ở bể bơi này. Đây. Mình muốn cho các bạn xem ở đây uh, pool này đẹp không ở đây luôn luôn có những con rắn nhả nước thôi các bạn cứ cảm nhận vậy nhá Đấy. và đây sổi ôi nhà cao chọc trời luôn rất là đẹp bên này cũng có mấy chị đang ăn này đó cây xanh rất nhiều nha các bạn này Uh. Bên này có những cái chỗ ngồi Để chơi rất là vui Đấy đây, Các bạn nhìn thấy cái chỗ ngồi này Đấy, Rất là vui Tối ngồi đây thư giãn là cũng ok này Nghe nhạc này Đó Yeah Yeah Đẹp không Các bạn thấy đẹp không Đó anh em ra đây bơi thả lỏng. Ok, nằm ở đây chơi. Thậm chí là có thể chơi ở đây. <laughs> Bạn thấy đẹp không? Mình thấy khách uh, sạn này khá là ổn. Văn Việt. Đức Chiến, chúc mừng nhá. Philip ơi lên. Cố lên nhá. cố gắng lên em được rồi đây rồi tiến linh đây này yeah bộ đôi anh mới sang cố gắng lên em nhé đó các bạn thấy chưa các bạn thấy chỉ có mấy phút đồng hồ thôi nhưng mà thực sự thì chúng mình đã phải rất là mất công đấy mới làm được cái đó đấy các bạn và ngày hôm nay thì mình cũng rất là vui khi mà đến được khách sạn mình đã thuyết phục mất khoảng tầm nửa tiếng <laughs> sau nửa tiếng thì họ cho về sau thì cũng có một chút uh, vấn đề nhưng mà thôi cũng không sao có một cái câu chuyện mà có lẽ là mình sẽ kể cho các bạn sau hôm nay thì ông philip chu không cho phóng viên tác nghiệp ông bảo là đội cũng mới xuống người tập luyện các thứ ngày hôm nay thì uh, đội của chúng ta xuống sân bay vào lúc 1 giờ sau đó là đến khoảng tầm 3 giờ thì họ về khách sạn ăn trưa, sau đó là nghỉ ngơi một tí. Tối ngày hôm nay 8 rưỡi thì là họ sẽ tập. Ngày mai thì trưa ngày mai thì đội của chúng ta sẽ có sẽ họp, sẽ có một buổi là tập làm quen sân, mất mọi thứ. Thì ngày mai sẽ là ngày áp chót rồi đúng không? Ngày mai ngày 20 rồi. Sau đó là đội của chúng ta cũng sẽ đăng ký 10 à, 23 cái tên, tức là chúng ta sẽ phải loại đi 5 cái tên nói chung là cũng không có cái gì đặc biệt lắm. ngày hôm nay uh, thông tin là như vậy thôi. mình cũng chỉ đưa các bạn đến uh, với 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 uh, khách sạn của đội rồi nói kể các bạn nghe ram ba câu chuyện thôi. nhưng mà mình nói là cho dù là chỉ có 8 phút ở khách sạn thôi nhưng mà rất khó đấy nha các bạn nhé. hôm nay có một cái đoạn rất là buồn cười là lúc mà vào khách sạn mình đã xin được rồi mọi thứ xong xuôi đâu đấy rồi nhưng mà ra bể bơi là vì mình không có chìa khóa phòng mình không ra được bể bơi thế là cuối cùng mãi về sau mình phải nhờ cái bộ phận đấy họ mới đưa mình vào đang quay thì gặp hai chị mặc bikini đang ngồi ăn hai chị đấy lại tưởng là mình quay hai chị đấy thế là hai chị lại cũng lại không cho phép nói chung là hôm nay có rất là nhiều cái hay nhưng mà mình thì mình rất là tự hào vì ngày hôm nay có lẽ là mình là người quay được những cái cảnh nó cận nhất từ phòng ăn hôm nay thì mình cũng định ngỏ lời là xin lên quay cái phòng nghỉ nhưng mà mình nghĩ là thôi như thế cũng không nên thế là cuối cùng là mình thôi cảm ơn các bạn rất là nhiều nếu các bạn thấy những chương trình bên lề như thế này là hay thì mời các bạn hãy cùng với uh, vlog minh hải chúng ta kiến tạo ra một không gian thật là tuyệt vời các bạn hãy like cho mình ai chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký cho mình mình uh, hôm trước khi đi thì có một người anh nói với mình là minh hải đi thì phải nhớ mang nhiều những câu chuyện bên lề về và mình thì bao giờ cũng thế câu chuyện bên lề luôn luôn là điều mình mong mỏi mang đến cho mọi người hy vọng là mọi thứ nó sẽ ổn đó đấy là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn Còn bây giờ các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra Mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn nhé Ở phần sau của chương trình Và bây giờ thì vẫn là Mình vẫn chia sẻ với các bạn một website Đó là shop vn Một website đã đồng hành cùng với sức khỏe mọi người Trong một khoảng thời gian rất dài Các bạn thấy in, internet nó yếu không? Mãi mà nó không lốt xong Bổ thận của dược quý đường tràn trề sinh lực như thời còn trai tráng Đọc đến đây các bạn biết ngay là dành cho những người bị yếu sinh lý Các bạn nhớ nhé Là các bạn cái bổ thận dược quý đường này nó hỗ trợ bổ thận tráng dương giúp tăng cường sinh lực và nó cải thiện sinh lý nam giới bạch tật lê nó tăng hàm lượng testosterone trong máu và đây chính là hóc môn tăng cường cái ham muốn của đàn ông nếu các bạn ham muốn đang không ổn thì nó sẽ kéo ham muốn của các bạn lên nếu như mà ham muốn của các bạn đang ổn thì nó sẽ giúp các bạn kéo dài cái thời gian ham muốn còn nhân sâm đương quy đông trùng hạ thảo các long kỳ tử và ba kích sáu dược liệu quý này sẽ hỗ trợ với nhau kết hợp với nhau để nó giúp cho cái À, ham muốn của đàn ông chúng ta thực hiện một cách tốt nhất các bạn nhớ ngày uống hai lần mỗi lần từ 2 đến 3 viên và nên sử dụng liên tục trong vòng 3 tháng nhớ có duy trì thì hiệu quả nó sẽ rất bền vững sung mát tuyệt vời tràn trề sinh lực cuộc yêu thăng hoa hồi sinh phái mạnh và hạnh phúc viên mãn ở đây nó có một hàng chữ là bền vững nhờ cơ chế nội sinh nội là trong sinh là sinh ra sinh ra từ bên trong chưa rất bền vững sinh ra từ bên trong chưa là nó rất là an toàn vì nó phù hợp với cơ địa của chúng ta và nó đáp ứng tốt cái yêu cầu của chúng mình là tốt từ gốc và bổ từ trong. Số điện thoại thì các bạn nhìn thấy ở đây 02477778877 và website là shop vn Các bạn nhớ nhé, ấn vào đây để đặt hàng luôn. Ngoài ra thì còn có những sản phẩm đó là tỏi kim cương đông hóa, món quà kim cương cho sức khỏe cơ mà. Các bạn đọc cái tác dụng của nó này. Hàm lượng giả, là hàm lượng giá trị dinh dưỡng là vượt bậc, công dụng chăm sóc sức khỏe tuyệt vời, nguồn nguyên liệu thuần khiết từ thiên nhiên. À, trước khi những cái uh, củ tỏi này nó thay màu và đổi vị thì nó đã trải qua 2.000 giờ lên men nhờ cái công nghệ lên men độc quyền từ Nhật Bản cũng như là quy trình sản xuất độc quyền từ Nhật Bản đấy là lý do vì sao mình nói với các bạn cái tác dụng các bạn nhìn này hỗ trợ ổn định huyết áp hỗ trợ giảm mỡ máu bảo vệ tim mạch hỗ trợ kích thích tiêu hóa tăng sức đề kháng hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa tức là giúp các bạn trả lâu đó và hỗ trợ bảo vệ tế bào thần, thần kinh và giúp tăng cường trí nhớ nó có hai loại các bạn nhé một loại là đã bóc vỏ rồi một loại là chưa bóc vỏ mình vẫn hay nói với mẹ mình là miệng nói chăm nhớ ngàn thương không bằng hộp tỏi kim cương làm quà ngoài ra thì mình không bao giờ khuyến khích các bạn uống bia uống rượu nhưng nếu các bạn phải uống bia uống rượu thì các bạn nhớ mang theo cái chai uống giải rượu choa này của hàn quốc nó sẽ giải quyết hai vấn đề một là giảm mệt mỏi hai là khử độc sau quá trình uống bia uống rượu còn cái phoi này là cái viên cái viên gọi là cung cấp bảo vệ gan từ Pháp Đấy, đây là viên uống bảo vệ cái uh, gan của chúng ta Người Việt Nam có hai cái chỉ số Một là chỉ số ung thư gan Và hai là tử vong do ung thư gan là cao nhất thế giới Cho nên là các bạn nên nhớ là các bạn sử dụng thường xuyên Cái phoi này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn Để giúp cho các bạn có một lá gan khỏe Giảm nguy cơ bị sơ gan, viêm gan và ung thư gan Số điện thoại là 024 7777 -8877. Các bạn gọi đến số điện thoại này để được tư vấn miễn phí 2497 Ấn vào đây để đặt hàng luôn các bạn nhé đó Và mình vẫn nói với các bạn là số điện thoại mình để trên logo 024 7777 Và website là đông shop vn Cảm ơn các bạn rất là nhiều Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra Mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn nhé à, Chiến Hồng Minh Hải ốm hay sao mà tiếng nói yêu thế Em chiều ngày hôm nay có một người bạn đưa cho em một cốc nước trà và ngay lập tức em bị viêm họng ngay em uống trà là nó hay bị lắm cái 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 trà mặn đấy không hiểu vì sao em uống trà phát là dính ngay người đâu mà lại 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 nhạy cảm với trà thế không biết nữa à, ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều những thông tin hay mà mình muốn chia sẻ với mọi người đấy và cũng đã chia sẻ với mọi người rồi các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra em sẽ cố gắng trả lời mọi người càng nhiều thì càng tốt vẫn là cái ổ cắm điện nhá các bạn đọc dần đi nhá ổ cắm điện 339.000 còn nếu các bạn mua ba chiếc à mua hai chiếc Combo 2 chiếc thì chỉ là 639.000 thôi Lát nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái sản phẩm này <laughs> Hy vọng là Hùng Dũng lại có duyên vào lưới Indonesia như game SEA Games 30 Mình cũng hy vọng Hôm nay à, đến khách sạn thì mình thấy là Quang Hải mặt mày rất chi là tươi Và mình nhìn thấy những cầu thủ mà họ có sự tự tin Mặt họ rất là tươi Hùng Dũng cũng cười Hôm nay mình động viên tất cả các anh em Hy vọng mọi thứ ổn bạn Nguyễn Việt Hoàng có nói là anh ơi Bùi Hoàng Việt Anh có đủ thể lực 100% để ra sân hay không? Mình nghĩ là đủ 100%. Ngày mai mình sẽ hỏi ông Philip Chusier. Xin lỗi các bạn là hôm nay quên mất chưa mặc chiếc áo uh, President. Mình phải mặc chiếc áo President này thì các bạn phải thấy là mình đẹp trai được. Trưa ngày mai thì uh, mình sẽ livestream sớm một tí. Chắc là khoảng tầm 11 giờ kém thì mình sẽ livestream. Sau đó là mình sẽ ra để uh, để để làm uh, làm cái cuộc họp báo trước trận đấu. Mình hy vọng là ngày mai sẽ có nhiều câu hỏi hay. Mình cũng chia sẻ với các bạn là ngày mai khả năng cao là mình sẽ đặt ra những câu hỏi khó. Nguyên chiến có đó là em thấy Hoàng Đức không vui hay sao, ấy anh ạ? À? Không phải đâu, vì hôm nay các cầu thủ của chúng ta dậy hơi sớm, dậy hơi sớm cho là nhìn mặt các cầu thủ nhiều khi nó cũng không được, không được tươi tỉnh cho lắm. nói thật luôn là hôm mà mình sang đây cũng thế. Hôm mình sang bên này thì cũng không dám nói điêu với mọi người là về phòng xong nó mệt dã man vừa đói vừa mệt sau đấy lại phải chuẩn bị một loạt thứ đấy bạn à, hoàn lê danh của đó là anh ơi năm cầu thủ bị loại thì về nước luôn à năm cầu thủ bị loại thì vẫn ở lại bởi vì là ngày mai thì chúng ta mới công bố thậm chí là ngày kia trước giờ chúng ta mới chốt cũng được đấy nhưng mà mình nghĩ là đội tuyển việt nam của chúng ta thì cần có những cầu thủ để tập luyện còn công phượng thì đã đi về rồi các bạn nhé công phượng theo thông tin mà mình có được thì công phượng về nhật để chữa trị chấn thương chấn thương của bạn đấy uh, mắc phải khi mà thi đấu cho yokohama bạn đấy muốn về nhật vừa là để gần gia đình và vừa là có được cái chế độ gọi là chăm sóc sức khỏe tốt nhất bạn hoàng anh phạm có hỏi là hải ơi công phượng có sang indonesia không công phượng bị loại rồi bạn ơi công phượng thì bị loại rồi bạn đại nguyễn quang của nó là khán giả ở nhà xem ở kênh nào vào mấy giờ à theo thông tin mà mình có được thì thì, thì uh, trận đấu này sẽ được truyền tường thuật trực tiếp trên vtv 5 và trên fpt play nếu các bạn quan tâm thì các bạn uh, theo dõi bạn uh, văn phú hạnh của nó là minh hải hỏi củ khoai của ông châu xe á phóng viên ở cùng khách sạn bị châu Xê đuổi vậy thì xấu hổ nhỉ à, không mình không cho là như thế đâu mình cũng có mặt ở đấy nói là đuổi thì không đúng đâu bởi vì là ở những cái khu vực sinh hoạt của đội tuyển đấy thường là người ta cấm phóng viên tác nghiệp hôm nay mình cũng có mặt ở đó nhưng mà bởi vì là liên đoàn bóng đá việt nam cũng chưa có cái thông báo nếu như ông chu xie rồi mọi người nói một cách đơn giản thì bọn mình cũng sẽ bọn mình cũng chả có lý do gì để mà kháng đúng không chúng mình cũng chả có lý do gì để mà không ủng hộ bởi vì là chúng ta là người Việt Nam, chúng ta mong đội tuyển chúng ta thắng nhiều hơn Đông châu Xê <laughs> Bạn Kim Phượng đặng và đó là Minh Hải ơi giờ thời tiết thay đổi Minh Hải nhớ quàng một khăn mỏng vào cổ để đỡ bị khản tiếng, không lại vừa uống bia, vừa uống nước lạnh lại bị mệt, khản giọng yếu. Tối ngày hôm nay anh em đang rủ nhau đi ăn tối, chắc là cũng làm nhau vài chai. À, buồn cho Công Phượng và Tuấn Anh, đương nhiên là chúng ta sẽ buồn cho Công Phượng rồi. bạn đại nam tôi yêu hải xạo công phượng nào mà chấn thương ông lấy thông tin ở đâu ra mà ông lên đây nói như đúng rồi bạn đại nam tôi yêu thân mến nếu mà bạn không biết thì bạn nên hỏi cái thông tin mà công phượng bị chấn thương thì cả nước biết rồi có mình bạn là không biết vì bạn không biết cho nên bạn nên bạn lại mắng người khác mà bạn lại mắng đúng cái người đầu tiên biết thế thì nó hơi buồn cười đúng không bạn đại nam tôi yêu bạn có muốn xin lỗi một câu không để cho trở thành người tử tế không còn nếu không thì thôi nhá bạn bảy Hũ hà có nói là dù rất thích đội tuyển việt nam nhưng giờ xem cảm thấy chán anh hải ạ à. giờ xem không hay bằng thép xanh nam định đá anh ạ <laughs> mình thì theo cái trường phái gọi là dân tộc chủ nghĩa cho nên là mình cho là nó là cái chuyện bình thường đội tuyển thì cũng có lúc thăng lúc trầm đội nam định của bạn cũng có lúc thăng lúc trầm nhưng mà nó không có vấn đề gì Nếu bạn thích thì bạn xem Nếu bạn không thích thì thôi Bởi vì là xem bóng đá nó phải sướng Nó phải vui Chứ còn xem mà cứ ức chế này thì xem làm gì Đúng không? Tím Thành nó là anh Hải nói sai Bạn đá hay là bạn Yoko Sakuri Vẫn đá nhé Còn Yose thì ít đá Đây là cầu thủ vắng mặt À đúng rồi Mình có thể là mình đã bị nhầm Vì anh Sayuri này có hai hai anh em hai anh em còn cái anh đá tiền vệ biên phải, mình xin lỗi các bạn. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình cảm ơn uh, xin cảm ơn bạn Tín Thành. Bạn Tín Thành thân mến là đúng là mình chỉ đọc tên là Sayuri Chứ mình cũng không mình không biết là đấy là Jacob hay là uh, Yance Yance thì là cậu em. Đúng không? Yance là cầu thủ uh, ít nổi tiếng hơn. Đấy, còn Jacob là cầu thủ uh, nổi tiếng hơn. Cảm ơn bạn là uh, Tín Thành, Tín Thành rất là siêu. Cảm ơn bạn rất là nhiều, cảm ơn bạn rất là nhiều. Đấy, các bạn thấy không? Không gian này nó hay và bóng đá nó hay là vì thế khi mà đồng đội phạm sai lầm là có đồng đội lót ngay mình cảm ơn bạn rất là nhiều cảm ơn mọi người đã quan tâm đến sức khỏe của mình cảm ơn mọi người rất là nhiều mình vẫn mang theo rất nhiều đồ để mình ngậm đây này nhưng mà thôi vì bên này nó cũng thế bên này khi ra bên ngoài thì phải nói là rất là nóng ngày hôm nay mình phải đội mũ đeo kính nói chung là các bạn nhìn thấy cái video thì các bạn biết cái nắng nó cháy mà nó cháy hẳn da của mình luôn cảm ơn mọi người rất là nhiều đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra à, Bây giờ mình vẫn chia sẻ với các bạn về cái men C4 Men C4 có giá là 339.000 một chiếc Và giá này là giá độc quyền Chỉ dành cho livestream của Vlog Minh Hải thôi Nếu các bạn mua hai chiếc thì giá nó chỉ còn là 639.000 Tức là các bạn được giảm thêm chút xíu đây vẫn là con men C4 huyền thoại và nó vẫn mang theo tất cả những tính năng tuyệt vời của con C8. Đấy, bởi vì sao? À, đấy, V8, xin lỗi các bạn, loại đồng 3 ly vẫn chịu được nhiệt nhiệt đến 4, 4 750 độ chịu tải 4.000 w các bạn cắm ba lùi lầu ăn tẹt ga các bạn tưởng tượng xem nếu mà các bạn đang tổ chức một bữa tiệc lẩu đang rất là ngon thì cái ổ cắm điện này nó rất là đẹp và xinh nhé các bạn nhé nó giúp cho chúng ta tạo thêm cho cái sự đẳng cấp cho bữa tiệc nó vẫn được một đổi một trong vòng 6 tháng và nếu các bạn mà mà cần thì nó sẽ được bảo hành thêm một năm đấy các bạn thấy không tuyệt vời không bên cạnh đó là nó có bốn cái ổ cắm điện là C4 tức là bốn ổ cắm điện và có ba cái cổng sạc, hai cổng USB và hai cổng Type C. Các bạn nhìn thấy ở đây nó có một cái mình tạm gọi là anh trung vệ áo đỏ có tên là Atomat. Anh chàng này sẽ cắt toàn bộ nguồn điện khi cái nguồn điện, cái ổ điện này gặp nguy hiểm hoặc là nó bắt đầu tăng nhiệt độ. Thế là các bạn yên tâm là bạn đi ngủ, đi làm, đi chơi, đi công tác thì cái Atomat này nó vẫn nằm ở đây để nó bảo vệ cái ổ cắm của các bạn. Bảo vệ ổ cắm của các bạn không xảy ra cháy nổ, tức là bảo vệ gia đình của các bạn. Gia đình là ai? Là bố mẹ, là vợ con của chúng ta số điện thoại mình để trên logo Đấy, các bạn nhớ nhé là các bạn đang được giảm giá đó còn con men V8 thì các bạn mua hai chiếc giá chỉ còn là 698.000 thôi mình thì mình khuyên các bạn là nên mua con V8 Đấy, và bây giờ nếu mà các bạn mà muốn nó trang nhã thì các bạn mua con C4 một con C4 một con V8 là đẹp luôn <laughs> các bạn nhớ hộ mình nhá số điện thoại mình để trên logo 0889333300 và website là menhow.vn Ngoài ra thì chiếc áo mình đang mặc đây chính là chiếc áo Vicento President Tức là nó là cái Nó tên của nó là Tổng thống Đây là chiếc áo mà Không bị nhăn vì nó làm bằng lụa Nhật Bản Mềm, mịn, mượt, mát Các bạn mặc với mọi cái quần Nó tương thích với mọi loại quần Và nó nó cũng rất là phù hợp Với mọi không gian Sáng đi đi làm, trưa đi ăn cưới Chiều về đi họp, tối về đi chơi người yêu và cái giá các bạn đang nhìn thấy ở đây mua một chiếc là 639 000 Các bạn mua 3 chiếc giá chỉ còn 1 triệu 398 000 Các bạn lại còn được tặng một cái visa trị giá đến tận 1 triệu 598 000 Mặc dù nó là cái ví tặng nhưng mà mình vẫn cam kết với các bạn là nếu nó không phải là visa cá sấu xịn 100% Mình đền các bạn 1 tỷ đồng Các bạn thấy tuyệt vời không? Và nếu các bạn đến vicento.vn thì các bạn lại có quyền tự thành lập combo Bởi vì mình giảm giá cho tất cả các sản phẩm Quanh năm suốt tháng cho nên là các bạn luôn luôn được tự thành lập cái combo của mình chứ không phải là những nhãn khác vì ế họ mới giảm giá cho các bạn đó và các bạn mua combo càng lớn giảm giá càng nhiều mua combo càng lớn các bạn lại càng được tặng nhiều quà có giá trị nếu các bạn đến 240 kim mã các bạn nhớ đọc pass vlog minh hải để các bạn được giảm giá thêm một lần nữa và các bạn đừng quên số điện thoại là 0889333300 cảm ơn các bạn rất là nhiều số lượng người xem đang rất đông hơn 9.000 người xem mà số lượng người like của chúng ta chỉ mới có 3.000 Mình xin các bạn thêm 3 giây nữa để các bạn ai chưa like các bạn nhớ like cho mình Ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình Cảm ơn các bạn rất nhiều Nhật Duy của nó là anh thấy như thế nào về công an Hà Nội phong độ gần đây Các bạn thấy uh, ngay sau khi anh Kire Sắc lên Mình nói là công an Hà Nội đã có những sự thay đổi Nhưng mình nói luôn là công an Hà Nội chưa xây dựng được một lối chơi thực sự rõ nét Và sau đó là họ thua liền hai trận đấu trước Thế Công Việt theo bạn Alo Tai có nói là Phan Văn Đức đá lại được chưa anh Hải? Mình trả lời bạn luôn là Phan Văn Đức chưa đá lại được. Chính Phan Văn Đức đã nói với mình là bạn ấy cần thêm thời gian. Bạn Duy Đinh có nói là bột lần này ít quá, khó mà gột được thành hồ trong trận đấu này. Thật sự trận đấu này là trận đấu khó khăn. Bạn Toàn Nguyễn có nói là anh Hải phân tích tương quan lực lượng giữa các tuyến của Việt Nam và Indonesia. Ngày mai mình sẽ nói với các bạn nhiều hơn. Mình cần xem xem là ngày hôm nay đội của chúng ta tập luyện như thế nào và uh, đội của chúng ta sẽ đá với đội hình ra sao thì mai ngày mình ngày trưa ngày mai mình sẽ có thể là khoảng khoảng 11 giờ 10 rưỡi đi mình hẹn với các bạn là 10 rưỡi nhá bởi vì là ngày mai 10 rưỡi mình livestream đến khoảng tầm gần 11 giờ sau đó là mình di chuyển ra để họp báo trước trận đấu và mình cũng hy vọng là lấy được thêm thông tin để buổi tối lại phục vụ cho các bạn thêm nữa các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ đặt ra cứ thoải mái luôn <laughs> bạn Mai Duy Linh bình luận của em có bị chặn không anh không bị chặn bạn nhé mình vẫn đọc được tức là bạn vẫn chưa bị chặn. bạn Đức Nguyễn Văn có nói là Nguyễn Việt Đức có nói là like cho Minh Hải đi mọi người ơi. số lượng người xem của chúng ta luôn đang rất đông mà số lượng người like đang rất là ít. nhiều người đang hỏi mình là tại sao không có thông báo thì mình trả lời các bạn luôn là các bạn nhớ nếu mà các bạn chưa đăng ký thì các bạn nhớ ấn đăng ký và nếu các bạn đã đăng ký rồi thì các bạn ấn vào chuông và chọn thông báo nhá. để khi mà chúng mình uh, livestream thì uh, hoặc là có chương trình mới thì youtube sẽ báo cho các bạn. Mình đồng ý với quan điểm của rất nhiều các khán giả của Vlog Minh Hải Mình thấy trận đấu này là trận đấu rất khó khăn Đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn Bạn Vũ Khoái có nói là sao bình luận của mình bị hạn chế nhỉ? Không, bình luận của bạn không bị hạn chế Bình luận của bạn nó vẫn đang thực vẫn đang hiển thị một cách đầy đủ Có nhiều bạn có cái keyword mà bị ẩn Bởi vì nó coi là không phù hợp Cảm ơn mọi người rất là nhiều Bạn bố bỉm sữa nói là bận quá Nay mới có thời gian xem anh Hải Lai like mà thấy giọng anh có vấn đề mong anh giữ sức khỏe để thông tin tới người hâm mộ ô hình như là cái âm thanh đây nó có vấn đề đấy nhá có lẽ là mình phải mua một bộ âm thanh thôi để mình đi mình phục vụ các bạn chứ cái họng của mình mình đang thấy bình thường mà các bạn thấy có họng mình bình thường không bên này thì khá là nóng bên này khá nóng giữa trưa đi thì rất là nóng hôm nay sau khi livestream buổi trưa xong thì mình đi khách sạn của đội tuyển đi đúng là nóng vỡ đầu luôn Cảm ơn mọi người rất là nhiều Thôi bây giờ thì mình xin phép dừng luồng live stream tại đây Cảm ơn các bạn Và hẹn gặp lại các bạn vào lúc khoảng tầm hơn 10 giờ ngày mai Khoảng 10 rưỡi trưa ngày mai Bây giờ thì mình Hải xin được kính chào tạm biệt Và chúc các bạn